Kỳ họp lần thứ hai Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam và Peru đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội và Lima. Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải và Thứ trưởng Ngoại giao Peru Luis Enrique Chavez Basagoitia đồng chủ trì kỳ họp tại kỳ họp này hai bên đã tiến hành giả soát các kết quả đạt được kể từ kỳ họp lần thứ nhất đồng thời xác định các nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hợp tác song phương nhiều lĩnh vực đặc biệt là trong kinh tế thương mại và đầu tư hai bên đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ kinh tế thương mại song phương thời gian qua bất chấp những tác động của đại dịch covid 19 năm 2021 kim ngạch thương mại song phương đạt 633,8 triệu đô la mỹ tăng 62% so với năm 2020 đánh dấu lần đầu tiên kim ngạch thương mại song phương vượt 500 triệu đô la Mỹ, đưa Peru trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latin. Tại kỳ họp, hai bên nhất trí ưu tiên triển khai các biện pháp thúc đẩy trao đổi thương mại thông qua việc tận dụng những ưu đãi của hiệp định CPTPP, đa dạng hóa cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu, thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước, tạo thuận lợi cho tiến trình mở cửa thị trường, đặc biệt là các sản phẩm nông sản của mỗi bên bên cạnh đó hai bên cũng trao đổi tích cực về khả năng hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, thủy sản, y tế, hợp tác trong khuôn khổ đa phương kết thúc cuộc họp thứ trưởng bộ công thương đỗ thắng hải và thứ trưởng ngoại giao peru luis enrique chavez basagoitia đã ký biên bản kỳ họp lần thứ hai ủy ban liên chính phủ về các vấn đề kinh tế và hợp tác kỹ thuật việt nam peru